Phía trước hoàng cung Campuchia có mô hình hợp tác giữa Nhật Bản tài trợ cho Campuchia tái tạo hệ thống chống ngập và thoát nước ở thủ đô Phnom Penh. Kia đó là Đài Độc Lập, tình hữu nghị Việt Nam Campuchia. Và xa xa đằng kia có chim thần Garuda mang cái tin mừng đất trù phú cho thủ đô Phnom Penh. Rất tuyệt vời. Tôi vừa tham quan xong điểm quan trọng nhất của thủ đô Phnom Penh, hoàng cung chùa Vàng chùa Bạc Campuchia, và đang ở quảng trường Độc Lập.